Ở Qatar hồi tháng 12, Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022 với chỉ một trận thua trong ngày ra quân. Thành tích xuất sắc đó có sự đóng góp không nhỏ của siêu sao Leo Messi. Do đó, thông tin Argentina đã giao hữu với Indonesia đã khiến dư luận Đông Nam Á xôn xao suốt hơn một tháng qua. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của Argentina là Messi sẽ không đến Indonesia. Anh đã tỏa sáng trong trận giao hữu với Australia vài ngày trước nhưng sẽ trở lại quê nhà để nghỉ ngơi cùng gia đình sau một mùa giải mệt mỏi. Thông tin này người hâm mộ Indonesia tức giận. Một số kẻ quá khích cũng đã tấn công Facebook cá nhân của cầu thủ này. Một ngôi sao khác là Di Maria cũng sẽ không có mặt. Nhưng Argentina vẫn có rất nhiều ngôi sao như Alvare, Enzo hay Gagnacho. Đây đều là những cầu thủ tiềm năng hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại và sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ Indonesia cọ sát để có thêm kinh nghiệm. Indonesia đang có phong độ tốt với 3 trận liên tiếp bất bại kể từ sau trận thua Việt Nam ở AFF Mitsubishi Cup. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ nhập tịch và có hai trung vệ từng thi đấu ở châu Âu. Hy vọng huấn luyện viên Shin tae sẽ có cách để tránh không bị vỡ trận quá sớm trước đội bóng có đẳng cấp chênh lệch. Dù sao đi nữa, đây vẫn là cơ hội hiếm có với đội bóng đến từ Đông Nam Á. BSSI hứa sẽ thưởng lớn Indonesia nếu có thể cầm hòa Argentina nhưng điều này khó có khả năng xảy ra vì đẳng cấp quá chênh lệch. Mục tiêu thiết thực nhất có lẽ là hạn chế bàn thua và cố gắng ghi được bàn thắng danh dự. Đó sẽ là cái kết đẹp cho người hâm mộ Indonesia trong ngày mà Messi không có mặt. Trận đấu bắt đầu. Cả hai đội tuyển Indonesia và Argentina đều thi đấu trong trang phục sân nhà truyền thống của mình. Đội chủ nhà Indonesia sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải, phía bên kia là các cầu thủ Argentina thực hiện giao bóng trước. Argentina đang thể hiện một thế trận áp đảo tuyệt vời trong trận đấu với đội chủ nhà Indonesia. Ngay từ những phút đầu tiên, đội bóng đương kim vô địch thế giới đã cho thấy sự đẳng cấp của mình. Ngay từ phút thứ năm của trận đấu, Argentina đã kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi và bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội chủ nhà. Với kỹ thuật và tầm nhìn tuyệt vời, các cầu thủ Argentina liên tục tạo ra những đường truyền sắc bén và những cơ hội nguy hiểm. Đặc biệt, hàng công của Argentina đang chơi rất ấn tượng. Các tiền đạo như Paulo Dybala đã tạo ra sự khó chịu cho hàng thủ Indonesia bằng những pha phối hợp thông minh và khả năng dứt điểm chính xác. Sự tổ chức và khả năng tấn công tập thể của đội bóng này khiến đối thủ không thể tổ chức phòng ngự tốt. Ngoài ra, tuyến giữa của Argentina cũng đang thi đấu rất ổn định, kiểm soát hoàn toàn tốc độ và lưu thông của trận đấu. Các tiền vệ như Giovanni Lo Celso và Leandro Paredes đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự kiểm soát bóng và cung cấp các đường truyền chính xác để tạo cơ hội cho hàng công. Phút thứ 10, tình huống quyết định dứt điểm bất ngờ của Molina từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Nando đã thi đấu tập trung, đấm bóng cản phá. Hơn nửa hiệp một trôi qua, Indonesia đang thi đấu tốt trước áp lực của đối thủ. Chiến thuật phòng ngự nhiều tầng và đợi cơ hội phản công của Indonesia vẫn đang được triển khai tốt. Tuy nhiên, đẳng cấp giữa hai đội là rất chênh lệch nếu nhìn vào cách Argentina triển khai bóng. Phút 28, tình huống hiếm hoi các cầu thủ Indonesia có cơ hội lên bóng tấn công. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát thì Argentina đã thu hồi lại được bóng. Và chỉ ngay một phút sau đó Argentina đã có màn đáp trả. Sau khi mắc sai lầm khiến cho tiền đạo Argentina thoát xuống đối mặt thủ thành Nando, nhưng hàng phòng ngự đội chủ nhà Indonesia đã có pha thi đấu lăn xả trước khung thành đội nhà. Việc gì đến rồi sẽ đến, vào phút 38 của hiệp 1, Argentina đã tìm thấy đường mở tỷ số. Chỉ cần một bước vào đà, tiền vệ Leandro Paredes đã tung ra một cú nã đại bác từ khoảng cách rất xa khung thành Indonesia. Cú sút của anh đã vô cùng chính xác và mạnh mẽ, không để thủ môn đối phương có bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Bàn thắng này đã khai thông thế bế tắc cho đội khách Argentina. Sau khi có được bàn mở tỷ số, đội bóng này đã trở nên tự tin hơn và tiếp tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Sự khéo léo và tầm nhìn của các cầu thủ Argentina đã cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. Bàn thắng của Leandro Paredes không chỉ mở tỷ số cho Argentina mà còn giúp tạo đà và động lực cho đội bóng tiếp tục áp đảo trận đấu. Đội chủ nhà Indonesia sẽ phải tìm cách tập trung hơn để ngăn chặn sự tấn công mạnh mẽ từ phía Argentina. Cuối hiệp 1, cú dứt điểm đầu tiên của Indonesia trong trận đấu. Tuy nhiên, tài nghệ của thủ thành Martinez đã được thể hiện kịp thời. Kết thúc hiệp 1. Hiệp đấu áp đảo của Argentina với lợi thế một bàn trước chủ nhà Indonesia. Sang hiệp 2. Argentina tiếp tục ép sân. Phút 52, một pha ném biên cực mạnh đã tạo nên thương hiệu của AHN và ngay lập tức nó đã có hiệu quả. Thủ thành Martinez đã phải bay người hết cỡ để cản phá cú đánh đầu ngực của cầu thủ Indonesia. Phút 55, Argentina đã gia tăng cách biệt lên 2-0 với một pha đánh đầu không thể cản phá của hậu vệ Christian Romero. Cầu thủ này đã tận dụng một cơ hội tuyệt vời từ pha tạt bóng chuẩn xác và đặt đầu đáng tin cậy để ghi bàn. Với bàn thắng này, Argentina đã tiếp tục chứng tỏ sự ưu thế và đẳng cấp của mình trong trận đấu. Thế trận áp đảo và sự tấn công đa dạng từ đội bóng đương kim vô địch thế giới đã khiến đối thủ Indonesia không thể tổ chức phòng ngự hiệu quả. Đến phút 70, đội Indonesia đã thể hiện một trận đấu rất tốt và xứng đáng được khen ngợi. Mặc dù đang bị Argentina áp đảo, nhưng đội chủ nhà đã không gục ngã và tạo ra một số cơ hội để ghi bàn. Điều thiếu sót duy nhất của Indonesia là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Mặc dù đã có những pha tấn công và tạo ra áp lực lên hàng phòng ngự Argentina, đội bóng này vẫn chưa thể tận dụng triệt để các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, điều này không làm mất đi sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của Indonesia. Họ đã thể hiện sự quyết tâm và không chịu sa sút trước đội bóng mạnh như Argentina. Việc không thể ghi bàn chỉ đơn giản là một phần trong quá trình học hỏi và phát triển của đội tuyển này. Đội Indonesia cần tiếp tục nỗ lực và tập trung vào việc cải thiện khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn bằng sự kiên nhẫn và phát triển kỹ năng họ có thể cải thiện hiệu quả tấn công và có cơ hội ghi bàn trong những trận đấu tương lai. Dù kết quả chưa thuận lợi, Indonesia đã chứng tỏ một hiệp đấu rất hay và sự tiến bộ trong phong độ của đội bóng này. Cùng với sự cổ vũ từ các cổ động viên, hy vọng rằng Indonesia sẽ tiếp tục nỗ lực và có thể tạo ra những bất ngờ trong các trận đấu sắp tới. Phút 80, kịch tính của trận đấu tăng dần. Trận đấu đang có nhiều pha vào bóng rất quyết liệt các pha phạm lỗi không chỉ từ phía Indonesia mà còn đến từ các cầu thủ đội khách Argentina. Có vẻ như các cầu thủ đến từ Nam Mỹ cũng khá nóng mặt trước lối chơi rắn của đội nhà. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 2 không nghiêng về Argentina trước đội chủ nhà Indonesia. Đội tuyển Argentina đã thể hiện đẳng cấp của một đội bóng vô địch thế giới trong suốt thời gian thi đấu. Mặc dù thua cuộc, đội chủ nhà Indonesia đã có những trải nghiệm rất quý giá từ trận đấu này. Họ đã chiến đấu hết mình và hạn chế tối thiểu những bàn thua trước đội bóng mạnh như Argentina. Dù không thể ghi bàn, nhưng Indonesia đã thể hiện sự kiên nhẫn và tinh thần chiến đấu cao, đồng thời có cơ hội rút kinh nghiệm để phát triển trong tương lai. Trận đấu này là một cơ hội quý giá để đội tuyển Indonesia đối mặt với một đối thủ mạnh và tiếp cận với một môi trường thi đấu cao cấp. Điều này sẽ giúp họ cải thiện kỹ năng và xây dựng chiến thuật để nâng cao thế mạnh của mình trong những giải đấu tương lai. Cùng với sự cổ vũ từ các cổ động viên Đội tuyển Indonesia có thể xem trận đấu này là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển bóng đá trong nước. Họ có thể rút ra những bài học từ trận đấu này và sẽ trở lại với những mục tiêu cao hơn. Trận đấu đã khép lại và Argentina đã giành chiến thắng xứng đáng. Cả hai đội đã có những đóng góp đáng kể và trận đấu này sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho cả Argentina và Indonesia. Các bạn suy nghĩ thế nào về chủ đề hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mong rằng video đem đến cho các bạn những thông tin thú vị nếu thấy hay thì đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ hntv news video kết thúc tại đây tạm biệt